Lễ hội Tả Tài Phán lần thứ nhất năm 2023 vừa diễn ra tại ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Đây là lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Hoa nhằm cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi hơn. Lễ hội Tả Tài Phán tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống như văn đàn khai kinh thỉnh Phật, lễ cầu thọ cầu an, cầu siêu, cúng tạ trời đất, mùa màng bội thu. Đặc biệt lễ hội không thể thiếu những câu đối, câu chúc may mắn được viết trên giấy đỏ dán khắp nơi. Ngoài phần lễ, lễ hội Tả Tài Phán còn nhiều hoạt động trong phần hội như đấu đèn gây quỹ từ thiện, múa hát dân tộc, múa lân sư rồng, viết thư pháp và thưởng thức những món ẩm thực truyền thống của người Hoa. Lễ hội diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023.